chỗ này là camping world, bán đồ mấy cái xe mobile home, mấy cái nhà di động á. Camping world là cái tiệm lớn nhất ở nước Mỹ. Đó, ở đây là bán mấy cái xe mà để cho người ta đi cắm trại. Cái xe này giống như cái nhà di động nhỏ nhỏ vậy đó. Cái loại này nhỏ quá à. Cái loại này là mình có cái xe chót á, mình móc vô cái xe chót rồi mình kéo đi. Cái cục này nè là để móc vô ngoài sau cái xe chót để kéo đi. Mình đi cái chỗ rửa chén. Này có cái bếp nhỏ nhỏ. Có tủ lạnh nữa. Tủ lạnh được mở hai bên không có gì đâu. Mở thử một bên coi. À, cái này là tủ lạnh nè. Đây có tủ lạnh nhỏ. Ở trên này là tủ đá. Đó, ở trên này tủ làm đá. À, đi chung với Phao Lạc à. Ồ, có cái chỗ tắm nữa. Vô coi chỗ phòng tắm coi. Có cái toilet nhỏ nhỏ nè, vô tắm có mình vô đây luôn. Bước vô thử rộng không? Đó. Cái này chỗ tắm nè. Chỗ tắm cũng rộng, hai người bước vô luôn cũng được luôn à. Đó. Ở trên này là có cái cửa sổ trời nữa nè. Đó. Này chỗ gương mà. Cái kiến nhỏ nhỏ. Cái này gọn ha. Rồi giờ mình qua đây chỗ ngủ. Ở đây có một cái chỗ ngủ nè. Hai cái chỗ ngủ luôn. Đâu? Khoan khoan coi chỗ này cho. Ồ, chỗ này. Này là giống như giường hai tầng. Đóng lại. Đó. Thôi muốn ngủ gì ngủ, mở ra. Chung vô trong thử em coi là. Bỏ dài xếp trang coi. Không sao đâu. Không sao đâu. Thẳng dài con thử tối cho con thử coi. Ồ, tốt trong luôn. Ở trong này có cửa sổ nhỏ nhỏ nữa nè. Wow. Đi vô cái bên. Thôi lên leo lên trên. Khoan lên này lên trên trước cái đã. Thôi đỡ đi lên nè. Bước lên trên. Ở này là ví dụ như nhà mà có hai đứa nít là một đứa ở dưới, một đứa ở trên. Còn cái này là kéo ga gì nè. Sĩ chưa? Nó cái này là cầu thang kéo ga vậy thành cầu thang và bước xuống được rồi đó. Hai người. Cái này là làm cái bàn đấy. Ở cái này kéo ra rồi cái dựng hai cái góc này lên thành cái bàn. Hiểu chưa? Dựng hai cái cục này lên nè. Để cái biến này lên thành cái bàn. Hoặc là có thể là dùng một cái gối. Dùng một cái gối để ở đây. Như vậy. Cái gối để ở đây, thêm cái gối kia để ở đó. Bên này nếu để như vậy là được thêm một cái giường ngủ nữa. Có nghĩa là cái này vẫn được 5-6 người luôn đó. Đó. Một leo lên nằm thứ này chưa? Có là leo lên nằm không là? Một cái giường ngủ. Này như có kéo và làm cái giường được không á? Bên này có tivi đầu máy. Còn bên này thì được một cái giường nữa nè. Mấy cái xe RV home mà có người lái luôn đó, mình lên mình lái luôn được. Mấy cái có bản số là chắc cái cũ.
bây giờ là đang ngay cái mùa dịch bệnh đó, cho nên là mấy cái xe này á, là người ta bán nó đắt như tâm tư vậy đó. Giờ mình lên đây mình coi chiếc xe này thử coi ha. Mở mạnh ra thử coi. Mở được không? Mở. Để đi vô trong. Cái này thì nó không bằng cái kia. Cái này nó cũng nhỏ. À. Cái này bằng ăn. Có xinh. Cái này có bằng ăn. Có chỗ nấu ăn. Có chỗ nấu ăn. Có tủ lạnh luôn. Coi bên này coi tủ lạnh coi. Có tủ lạnh đây. Tủ lạnh cũng lớn á. Trên là tủ đá. Tủ đá cũng rộng ha. Rồi. Coi tủ bên này là đựng gì. Hai nằm trong đây được nè. Tủ này rộng quá vậy. Ừ, cái tủ quần áo rộng này. Ok. Ở bên trong coi. Ở đây cái cửa tôi toilet. Tắm. Cái xe cũng nhỏ xíu. Cái này cũng rộng rãi tắm nữa. Chỗ tắm chỗ này cũng rộng. Cái xe này cũng rộng này 2019 cái kho. Còn bên này là chỗ ngủ. Ngủ thì hai vợ chồng. Chỗ ngủ này nó lúc mà xe đậu lại nó bung ra được á. Ừ, nó bung rộng ra được. Nó có cái cửa áp xích nữa. Ừ. Còn chỗ này là chỗ ngồi nè, có là ngồi thử coi, ngồi trong đó đó. Đó mình ngồi đó là chỗ này là 4 người ngồi ăn được nè. Đúng rồi nha. Không có chỗ này thì 4 người ngồi ăn. Ừ. Nếu nào muốn nằm đi xa cũng được. Còn trên này là có thêm một chỗ ngủ trên này nữa nè. Này leo này có chỗ ngủ. Ở trên này có tivi nữa nè. Ở đây có cái microwave đó nè, không đồ ăn nè. Bếp cũng gọn, bếp nhỏ gọn. Bếp nhỏ gọn. Không biết hồ sơ đây không? Ừ. Giá nhiều cũng ok. Đó, chỗ này có nhiều. Để đi du lịch là hết sảy á. Ừ, cái này cũng ok. Hello. Cái này dọn dẹp để thay màn rồi lại thì... Mà cái này không có đủ chỗ để cho hai vợ chồng với ba đứa con. Xe này của nhà người ta đang xài, người ta để người ta gửi hay gì á. Oh, ok, yeah, có đồ ăn tùm lum nè. Đây có mắm muối bột ngọt để sẵn nè, lò. Cửa đó là cửa chống muỗi hoặc cho chó đừng chạy ra ngoài. Wow. Cái này mới. Cái nào cũng có mùi nhà mới. Cái này nhà mới. Wow, cái này giống như nguyên cái phòng bự luôn á. Nó no, có ngoài sau này là giống như cái garage vậy đó. Ngoài sau này là bỏ được xe mô tô hay là bỏ được ngoài sau này có bathroom nhỏ. Ngoài sau này chỗ để người ta bỏ để đồ. Ừ. Này cái bếp bự luôn nè mấy mày.
bếp lò ga luôn. Ở trên này có microwave luôn. Wow, rộng chưa? Ở đây có bếp. Wow. Cái chén, cái chén. Chỗ này có ghế ngồi. Ghế này rộng luôn á, ghế này sofa. Ghế này nghe nè. Wow. Ghế này rộng luôn á bộ. Ờ, này ngủ được. Ồ, có cái tivi nè. Tivi lớn luôn. Ở dưới này có lò sưởi nữa nè. Wow. Oh. What is that? Này master bedroom. What? Nằm lên dừa luôn nè. Ờ ơi, này ba người nằm luôn á, dưng chỗ giữa nè. Master bedroom rộng á. Rộng rãi. Ở đây có cái bathroom đó. Ồ, ở đây có chỗ đi tiểu đó nè. Ôi trời ơi, cái bathroom bên này lớn vậy. Có lại với mấy bị vô luôn, hai người vô còn vừa luôn á. Có chỗ ngồi tắm luôn kìa. Người đợi không? Cái ghế này là để cho một người bên này tắm, còn một người bên này là ngồi đợi. Đúng không? Hay là người lớn tuổi quá. Cho người già lớn tuổi để ngồi tắm đó mọi người. Ờ, cho người già lớn tuổi ngồi tắm á. Không phải một người tắm một người ngồi đợi à. Hello. Ah, bathroom này có hai cửa luôn. Hello, Paula. Này cái bếp. Chúng ta có kim điện đâu. Tủ lạnh hai cửa luôn, tủ vậy. Tủ đông đá lớn luôn. Wow, tủ lạnh này bự quá vậy. Bên trong này là bán dụng cụ để đi cắm trại. Ở đây là bán đủ đồ để mà mình đi ra ngoài mình cắm trại. Lò nướng. Đây là lò ga. Lò ga này là để ở ngoài mà có cái đồ mà che gió lại luôn, không có sợ bị gió. Lò ga này nhiêu tiền ta? Lò ga này 94 đồng.